Ô Tiểu Sơn, cậu đừng diễn kịch với ta nữa. Nói cho cậu biết, ta không cần thứ này nữa. Cậu đi đi. Được rồi. Nếu như Lâm đại trưởng quầy không tin tưởng ta, vậy thì bỏ đi. Cáo từ. Khoan đã. Đứng lại, đứng lại, đuổi theo, đứng lại. Đại trưởng quầy, vì sao vậy? Đi, từ từ, cẩn thận. Để cậu ý ngủ. Là thật sao đại trưởng quay? Chuyện này ta không biết, phải đợi Kim Nhị gia về mới biết. Nhưng bây giờ Kim Nhị gia chưa quay về, hay là chúng ta viết bức thư mà Kim Nhị gia về đây? Không cần, không cần. Đại trưởng quay, Kim Nhị gia về rồi. Đi, Kim Nhị gia về rồi. Bích Ngọc tiểu thư, Kim Nhị gia cuối cùng huynh về rồi. Ôi chi bằng quay về Quy Châu, ta lo cho cô. Không cần phải lo, chúng ta không sao. Cô nhất định phải cẩn thận. Ta cho huynh xem thứ này. Một bộ mặt kinh. Sao nó ở trong tay cô? Ô Tiểu Sơn, trộm nó về đây. Không ngờ đúng không? Lần này ta lập được một đại công. Sao vậy? Ta đang nghĩ đây có phải âm mưu không? Mặc kệ có phải âm mưu không, dù gì chúng ta cũng lấy được một bộ mặt kinh. Nhưng Ô Tiểu Sơn không thể ở trong Long Thịnh Đường quá lâu. Ta nghĩ cách đưa hắn đi. Như vậy đi, ngày mai đưa ngân lượng cho hắn, kêu hắn đi. Ta đến gặp hắn một lát. Ô Tiểu Sơn, nằm yên. Không sao, không sao, nằm yên, nằm yên. Không sao thật sao? Không sao, ngồi ngồi ngồi. Không sao gì chứ? Xem chút nữa mất bạn rồi, còn nói không sao. Nếu lúc đó đại trưởng quầy các người cũng đi là tốt rồi. Đại trưởng quầy đi với ngươi được sao? Nếu lúc đó ngươi chỉ là đang đóng kịch, sẽ có chuyện lớn đó. Đại trưởng quầy các người nhát gan. Không phải nhát gan mà là cẩn thận. Ta thấy là do nhát gan. Nói bậy. Võ công của đại trưởng quầy chúng tôi không sợ ai cả. Ta không tin cô ấy không thể sợ thứ gì. Ngoài trừ thấy rắn. Rắn. Mà uống thuốc, uống thuốc. Uống. Ô Tiểu Sơn, đại trưởng quầy, Ô Tiểu Sơn, ta đến muốn hỏi cậu, tại sao cậu mạo hiểm đi trộm một bộ mặt kinh đó về cho ta? Ta muốn dùng nó đổi chút ngân lượng với các người. Cô thấy nó đáng bao nhiêu ngân lượng? Cậu muốn bao nhiêu ngân lượng? 3.000 lượng. 3.000 lượng. 1.000 lượng. Cậu cần nhiều ngân lượng để làm gì? Cậu phải ta bị cha ta đuổi ra khỏi nhà sao? Nửa đời sau ta còn phải dựa vào chút ngân lượng để sống qua ngày.
Vậy được rồi, ta được cậu ngân lượng. Ngày mai đi khỏi đây, được không? Đừng gấp đuổi ta đi. Nói sao cũng phải để sau khi ta dưỡng thương khỏi rồi mới cầm lấy ngân lượng lập tức đi khỏi đây. Được, lấy được ngân lượng lập tức đi khỏi. Mai ta sẽ đi. Mai ta đi. Rốt cuộc huynh là ai? Ta là ai cũng quan trọng. Quan trọng là ta muốn giúp Cần Khê Văn có thể hoàn thành được việc này. Ta vẫn luôn thực hiện việc này. Ta đã sắp xếp một người ở bên cạnh Phương Bá Điền. Hiện tại tra ra được sổ sách của nhà môn tri phủ của vấn đề. Có thể lấy được quyển sổ không? Quỳnh đã xem kỹ đi. Chỉ dựa vào quyển sổ này lật đổ được Phương Bá Niên không? Ta thấy được. Đa tạ. Kim gia khách sáo quá. Ta đang giúp Kim gia, nhưng càng là đang giúp Bích Ngọc. Bích Ngọc là vị kỳ nữ tử trung cam nghĩa đảm, truyền thống nhiệt tình, có tình có nghĩa. Từ ngày quen cô ta, ta bằng lòng làm mọi chuyện cho cô ấy. Ta thích Bích Ngọc. Ta biết cũng có thể đến cuối cùng Bích Ngọc cũng không chấp nhận ta, nhưng ta không thể từ bỏ. Là hòa tử của Cần Khê Giang cùng Bích Ngọc trở thành phu thê. Ta có thể đấu tranh với người sống, nhưng không thể đấu tranh với một bức hòa tử. Bây giờ giúp cô ấy là mong cô ấy có thể sống hạnh phúc. Bao công tử, mời dùng trà. Không cần. Kim gia ta còn bận việc, cáo từ trước. Cẩn thận. Bao công tử giúp ta tìm được bằng chứng Phương Bá Niên tham ô phạm pháp. Ngày mai ta lập tức về kinh thành, nghĩ cách tố giác tội Phương Bá Niên. Huynh đến kinh thành làm chuyện lớn, ta không cản huynh. Nhưng mấy ngày nữa ta sẽ cho huynh niềm vui bất ngờ. Bất ngờ gì? Ta đang tiến hành một vụ buôn bán lớn. Ta biết mở tiệm trong kinh thành cần phải có tiền, cho nên vài ngày nữa ta sẽ chuyển ngân lượng cho huynh. Buôn bán gì vậy? Là gì thì huynh không cần mừng quan, huynh chỉ cần nhận ngân lượng là được. Không được, không phải nói rõ. Chuyện này bao công tử cũng biết rõ. Ta làm ăn với quan gia, nhưng huynh yên tâm về chuyện này không có liên quan gì tới Ô Chi Bạch. Ô Tiểu Sơn đâu? Mà Ô Tiểu Sơn sẽ đi. Tại sao? Bởi vì ta thấy tháng đang bị thương rất nặng, nhưng hắn thương dọn xong hành lý rồi ngày mai sẽ đi. Thật ra người ta không yên tâm nhất chính là cô. Quỳnh yên tâm đi, đỡ ta không sao đâu. Ta luôn cảm giác kỳ lạ. Có cảm giác dường như lần này Quỳnh đi, sau này không gặp được Quỳnh nữa. Đừng nghĩ lung tung. Chúng ta sẽ được gặp lại nhau nhanh thôi. Có chuyện thì thương lượng với ba công tử. Kim tiên sinh, ta có thể gọi Quỳnh là biểu ca không? Ta có cảm giác dường như Quỳnh chính là biểu ca của ta. Được. Vậy sau này cứ gọi ta là biểu ca. Biểu ca, Quỳnh phải tự mình bảo trọng. Biểu muội, muội cũng bảo trọng. Bảo trọng. Thuyền sắp chạy, khách quan chưa lên thuyền thì ba lên thuyền đi. Ba lên thuyền đi. Cần biểu ca,
ngắn đây. Ai mua không? Ai mua không? Khách quan muốn mua rắn không? Rắn này có độc không vậy? Rắn này không có độc, dùng để làm món ăn. Bán một con. Dạ được. Con này được không? Ông định nó vào cho ta. Dạ được. Ai vậy? Là ta. Vào đi đi. Lâm đại trưởng quay. Ô Tiểu Sơn, ta đã chuẩn bị ngân lượng cho cậu rồi. Ngày mai cậu phải đi khỏi đây. Đại trưởng quay, ta thu dọn xong rồi. Chỉ cần cô đưa ngân lượng cho ta, ta lập tức đi ngay. Vậy được rồi. Cậu đi đường cẩn thận. Đa tạ đại trưởng quay. Tiểu Sơn, Tiểu Sơn, rắn, có rắn, có rắn, người đâu rồi? Ở đâu có rắn? Ở đâu? Rắn ở đâu? Rắn đâu? Tiểu Sơn, ta vẫn muốn khuyên cậu một câu. Cậu cầm lấy số ngân lượng này, tìm một nơi mở căn tiệm nhỏ, rồi cứ thê tử về, sống cuộc sống bình yên, đừng đánh bạc nữa. Đại trưởng quay, ta bảo đảm với cô, sau này không bước vào cửa đổ phường nữa. Vậy tốt, đi đi. Đi được cẩn thận. Đại trưởng quay, mai đến hạn ngân lượng cứu tế của nha môn. Chúng ta đến nha môn hối thúc việc trả lại ngân lượng. Sáng sớm ngày mai chúng ta đến đó. Đại nhân mời. Như đại nhân. Đại trưởng quay, mời mời mời. Mời ngồi mời ngồi. Ngồi. Đại trưởng quay đến chỗ của Hạ Quan có chuyện gì không? Như đại nhân, hôm nay là ngày đến hạn hẹn ước của chúng ta. Tôi đến lấy lại 10 vạn lượng. 10 vạn lượng. 10 vạn lượng gì? Sao Hạ Quan không hiểu gì hết vậy? Như đại nhân, ngài thật là quý nhân nhiều việc dễ quên. Ngài mới lấy 10 vạn lượng đi mấy ngày trước. Chuyện lớn như vậy sẽ không quên thật chứ? Nói đùa gì chứ? Ta lấy 10 vạn lượng của cô sao? Một chuyện vô cùng quan đường. Thật là quan đường. Như đại nhân, ngài nói đùa với ta à? Không phải ngài muốn quỵt nợ chứ? Tiểu lục tử, hãy đưa khế ước và công văn hộp bộ gửi xuống cho Diêu đại nhân xem qua đi. Đại trưởng quay, tin cô nhận được không sai chút nào. 10 vạn lượng tiền quốc tế triều đình phát xuống hôm nay sẽ đến, nhưng số ngân lượng này dùng để cứu tế, dựa vào cái gì đưa cô? Mắc bẫy rồi. Mắc bẫy rồi. Vậy một phổ mật kinh đó cũng là đồ giả. Một phổ mật kinh là thật, chính bởi vì đó là đồ thật, ta mới khinh xuất. Đại trưởng quay, đều tại tôi, đều tại tôi. Hai người làm sao vậy? Tiểu lục tử, sao vậy? Đều tại tôi. Tôi cùng ông Tiểu Sơn đó đi trộm mật phổ, giúp hắn gặp lấy lòng tin của đại trưởng quay. Nhưng lúc chúng tôi không để ý, trộm mất công văn giấy nợ của quan phủ. Đại trưởng quay, không hay rồi, không hay rồi. Lại sao nữa? Tiền trang chúng ta vừa mới mở cửa, đã có rất nhiều người đến rút ngân lượng. Muốn rút cho họ rút, có gì hốt quả? Mã Quy Đầu nói chuyện này có hơi lạ, kêu người đến đó xem. Có gì lạ?
Trong phút chốc có 7-8 người đến, không một ai gửi tiền, đều là muốn rút tiền. Mã Quy Đầu nói e là đang có người cố tình muốn gây rối. Người mặc kệ có người muốn gây rối hay không, lại không phải không trả nổi. Người nói với Mã Quy Đầu đừng có nghi thần nghi quỷ như vậy. Muốn gửi thì cho họ gửi, muốn rút thì cho họ rút. Nhớ kỹ, không được phá hoại chữ tín của Lâm Thịnh Đường. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Mau, đi báo tin đi. Đại trưởng quầy, đại trưởng quầy, sao vậy? Bọn họ bị điên rồi, đến cướp chút ngân lượng còn sót lại những tiền đặt của chúng ta đi hết. Hiện giờ họ thấy cái gì là cướp cái đó. Chúng ta mà nghĩ cách, nếu không Lâm Thịnh Đường của chúng ta sẽ tiêu tùng. Ô Chi Bằng, đại trưởng quầy có muốn làm gì? Đại trưởng quầy, Bao Công Tử đại giá quan lâm, có gì căn dặn? Hãy cho tên họ Diêu ngươi, cậu quan già ngươi, ngươi lại dám lợi dụng ta cài bẫy đào hố cho Lâm Thịnh Đường. Cứ tưởng rằng ngươi trộm lấy công danh của Hồ Bộ và khế ước là có thể chối bỏ sao? Ta nói cho ngươi biết, chỗ ta còn một bản khế ước, ta phải đến kinh thành kiện ngươi. Khế ước? Khế ước gì? Mở tàu mặt chó người ra. Có phải trên này có chữ ký của người không? Có đấm dấu của huyện Nha Tri huyện không? Ngươi làm gì vậy? Làm gì? Khế ước ở đâu? Ngươi, các ngươi có thấy khế ước không? Có nhìn thấy không? Cậu quan già ngươi tránh ra. Tình cậu quan già ngươi, ngươi đợi đó, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ta phải đến kinh thành kiện ngươi. Bổng lão gia để tình ngươi là công tử của Bao đại nhân, bổng lão gia không chấp nhất với ngươi. Ngươi đâu? Có. Tiễn Bao công tử ra ngoài. Dạ. Tình cậu quan già ngươi, đợi đó, đợi đó. Ta phải kiện ngươi, ta phải tới kinh thành kiện ngươi. Thác Tử, Nhị Gia, cứ công cực cùng ta đến nhà Kỷ tiên sinh. Lập tức bây giờ quy cho một chuyến tìm Bích Ngọc tiểu thư, nói với cô ấy cho ngừng tất cả việc đổi tiền qua lại, ngừng việc kinh doanh lại, là mệnh lệnh của ta. Đặc biệt là việc buôn bán kiếm nhiều tiền đó của cô ấy, tuyệt đối phải ngừng lại. Bây giờ đi ngay, không được chậm trễ. Dạ. Lão ô tặc, ngươi dám bày kế hãm hại ta, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Đại trưởng quầy của Lâm Thịnh Đường Long Bích Ngọc, tình nhân của Kim Bất Quán. Ôi chị bằng, ta đã đợi cô rất lâu rồi. Khinh, lão ô tặc ngươi, án tận lương tâm. Hay, mắng rất hay, mắng rất hay. Ôi chị bằng, ta là kẻ án tận lương tâm. Nhưng nước cờ này ta đã thắng. Lâm Kinh Đường nổi tiếng khắp nơi đã sụp đổ. Ta nói cô biết, tình Kinh Bất Quán có gia tài vạn quan là vì có cô ủng hộ cho hắn. Ta dùng chiêu rút củi dưới đáy lò của hắn, chính là muốn khiến hắn sụp đổ. Lão ô tặc, ngươi đừng đáp ý quá sớm. Sẽ có một ngày ngươi phải quỳ dưới chân của Kim Nhị Gia, cầu xin cô ấy tha cho ngươi một mạng. Ngươi cứ đợi đó đi. Được, xem ai cầu xin ai. Ngươi đâu? Lột sạch y phục trên người của cô ta xuống, bắt cô ta giữa phố thị chúng. Ta muốn đóng dấu ấn lên gương mặt của Kim Bất Quán, khiến cho hắn sỉ nhục mãi mãi. Lột y phục.
Mười sẽ không để cho huynh bị sỉ nhục. Lão gia, có người cầu kiến. Ai đến vậy? Kim Bất Quán chính là Kim Nhị Gia nổi danh cấp nơi thần bí khó đoán, khiến cấp cả thành phải nghi luận. Vậy thì lạ thật. Bốn hào thần bí bất cứ ai cũng không gặp, sao lại chạy đến chỗ ta cầu kiến chứ? Lão gia, ngài gặp hay không gặp? Gặp. Sao lại không gặp? Gọi hắn vào đây. Dạ. Ta hạ Kim Bất Quán bái kiến Kỵ đại nhân. Kim Bất Quán, nhìn dáng người của người, sao lại khiến ta nghĩ đến một người khác vậy? Nghĩ đến ai? Cần khai văn, bỏ cặp mắt kính của người xuống đi. Nhưng tại sao người bịt mặt lại, tướng mạo xấu xí, không dám gặp ai? Có bịt mặt lại ta cũng nhận ra ngươi. Ta còn nhớ đôi mắt của ngươi. Cần khai văn, ngươi vẫn còn sống không? Ta hạ đích thật là Kim Bất Quán. Lẽ nào trên đời đã có người giống nhau đến như vậy? Lẽ nào trên đời có người có thể chết đi sống lại? Nói như vậy ngươi thật không phải Cần Khai Văn, mà đúng là một người khác. Tôi là ai không quan trọng. Không, khắp kinh thành đều đang nghị luận ngươi. Ngươi là ai với rất nhiều người mà nói rất quan trọng. Ví dụ như Tử Yên Cách Cách, ví dụ như Ô Chi Bằng. Tôi không quen những người đó. Tôi là được người khác nhờ cậy, có ơn báo ơn, có quán báo quán. Người khác hàm quan có liên quan gì ngươi? Kỵ đại nhân là quan tú, được bách tính ca tụng, nỗi khổ của bách tính cũng không có liên quan tới Kỵ đại nhân. Tại sao đại nhân lại quan tâm đến chứ? Ta là bệnh quan của hoàng thượng, dẫn bổng lộc của triều đình, đương nhiên nỗi khổ của bách tính có liên quan tới ta. Thiện ác cũng như nước lửa không dung hòa. Điều tôi muốn làm chính là việc ác giúp thiện. Ngồi. Tạ đại nhân. Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Tại hạ cũng biết, trước giờ Kỵ đại nhân thích thu thập mật nổi tiếng khắp nơi. Hôm nay tôi nhận được một bộ mật Bát Thái Tập Cẩm, đặc biệt đến cùng thưởng thức với Kỵ đại nhân. Đây là tác phẩm kinh thế của Trình Quân Phòng Tiền Triều, Mật Bát Cảnh Bát Thái Tây Hồ. Bộ mật này đích thực rất tốt, nhưng nếu nói là tác phẩm kinh thế thì có hơi quá. Không không không, đại sư Tư Họa Đổng Kỳ Sư từng nói, tác phẩm quân phòng hoành tuyệt tứ hải, cho trăm năm không còn quân phòng nhưng còn mật của quân phòng, sau ngàn năm không còn mật của quân phòng nhưng còn danh tiếng quân phòng. Vậy thì mời Kỷ tiên sinh hãy đánh giá mật này được không? Trong lịch sử, phàm là mực do đại gia ao mực chế tạo ra đều có màu đen thuần túy, màu mực qua ngàn năm cũng không phai mờ. Là mực này hòa giao cân đối, phẩm chất thuần khiết,
bao lâu cũng không phai. Hơn nữa, mùi hương dễ chịu. Người xem, phía sau của nó chữ chìm lệ thư sơn vàng, mặt chính là cảnh đẹp ở Tây Hồ. Hình trên này vẽ nhân vật, vẽ sơn thủy, đường nét tinh tế, còn rất lưu loát, vô cùng tinh xảo. Loại mực này trong số mực quan thưởng cũng xem như là cực phẩm trong số cực phẩm. Người xưa có câu mực thành không dám dùng, đưa vào cung Bồng Lai, chính là đánh giá tốt nhất đối với loại mực này. Tại hạ cũng muốn mời Kỷ tiên sinh đánh giá thử xem mực quan thưởng này có gì khác biệt so với loại mực quan thưởng khác. Bộ mực Bắc Cảnh Bắc Thái Tây Hồ này, hình dáng của mực này biến quá đa dạng, màu sắc vô cùng phong phú. Một mặt là lệ thư, một mặt là dùng đường nét vô cùng đơn giản khắc họa cảnh đẹp của Tây Hồ. Đây thật là loại mực quan thưởng hiếm thấy trong mực. Đồ tốt, tốt lắm. Tốt lắm. Không đúng. Ngươi tặng cho lão phu là mực tốt như vậy, e không chỉ là lễ vật gặp mặt chứ. Không phải ngươi đang cài bẫy gì với lão phu chứ? Quả nhãn kim tinh, đích thực tại hạ có một chuyện muốn nhờ Kỷ đại nhân. Nói ra nghe xem. Đây là gì? Đây là bằng chứng tri phủ Quy Châu Quân Bá Niên tham ô phạm pháp. Tại hạ biết trước giờ Kỷ tiên sinh luôn ghét ác như thù đối với bọn tham quan này, cũng chỉ có đại nhân lật đổ được bọn tham quan. Tại hạ chính là muốn xin đại nhân tố giác Phương Bá Niên để triều đình trị tội hắn. Kỷ Hiểu Lâm, ta không có quyền lực, không giúp được ngươi. Không, chỉ cần đại nhân trình đó lên hoàng thượng là được. Ngươi có điều không biết, Hòa Thân Cai Quản Quân Cơ, mỗi một văn thư trình lên hoàng thượng đều phải chép lại một bản đưa hòa thân. Cũng chính là nói, những thứ hòa thân nhìn thấy, hòa thân đều đã được nhìn thấy trước. Nhưng những thứ hòa thân từng nhìn thấy chưa chắc gì hòa thân có thể nhìn thấy được. Sổ sách tri phủ với quan hệ hiện giờ của hòa thân và Ô Thi Bằng, thứ này quyết không thể nào đưa đến tay của hòa thân. Đáng tiếc, mực tốt đến như vậy lão Kỷ ta không thể dùng được. Không không không, Kỷ đại nhân, ta nhất định phải nhận lấy thứ này, bởi vì nó không phải tặng cho đại nhân, là thông qua ngài dâng lên hoàng thượng. Ngươi muốn ta cầm cái này dâng lên cho hoàng thượng, mượn cớ đến dân mực để trình sổ sách. Đây là kế thả con tép bắt con tôm. Ngươi hay thật. Được, ta giúp ngươi việc này. Tạ đại nhân. Hoặc hãy đa tạ ta. Hỏi thêm một câu, quyển sổ này của ngươi đáng tin không? Hoàn toàn đáng tin. Bởi vì tiền cứu tế triều đình phát xuống cho Quy Châu đều có thể tra cứu lại, chỉ cần phải người đến tra xét, lập tức có thể biết được rõ ràng. Giống dĩ ta còn tưởng ngươi là Cận Khai Văn, giờ ta lại thấy ngươi không phải. Tại sao? Mưu tính tâm sâu như vậy, như hai người khác biệt. Ta nghe nói Kim Nhị Gia từng đến gặp Kỷ tiên sinh, còn tặng cho tiên sinh một bộ mực Bát Cảnh Bát Thái Tây Hồ. Không phải tặng cho ta, tặng cho hoàng thượng. Hắn nhờ ta mượn danh nghĩa tặng mực gặp mặt hoàng thượng, tố giác tội của tri phủ Quy Châu Phương Bá Niên. Tôi thấy chuyện này thú vị không? Nếu nói như vậy, Kim Nhị Gia đó là một vị hảo hán giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, chuyên đi trừng trị tham quan. Tham quan trong thiên hạ đâu chỉ có một mình tri phủ Quy Châu Phương Bá Niên. Tại sao Kim Nhị Gia đó lại nhất thiết phải nhắm vợ tên Phương Bá Niên này chứ? Cô thấy có phải thú vị không? Tiên sinh nhắc đến từ thú vị nhiều lần, rốt cuộc là đang có ý gì? Ta vẫn còn chưa hiểu. Cô thực sự không hiểu. Thật sự không hiểu. Cô chưa từng nghĩ đến cô muốn gặp mặt Kim Nhị Gia đó. Nhưng Kim Nhị Gia đó rốt cuộc là ai? Đích thực ta vẫn luôn chú ý đến người này, cũng cảm thấy hành vi của Kim Nhị Gia vô cùng kỳ lạ.
Cách cách nghĩ đi. Kim nhị gia, Cận nhị gia, cô chưa từng nghĩ đến có thể người này chính là Cận Khai Văn sao? Tiên sinh nói gì? Sao vậy? Hắn chưa từng đến gặp cô? Không có. Nếu hắn là Cận Khai Văn, hắn nên đến tìm ta đầu tiên chứ. Để ta cảm thấy rất thú vị chính là điều này. Người này nếu xét về tướng mạo thật giống Cận Khai Văn, nhưng sao hắn lại nói hắn không phải Cận Khai Văn? Tiên sinh, ta đã phái người đến Ninh Cổ Tháp, đưa thư thống canh giữ ở đó về gặp ta. Ta trực tiếp hỏi rõ ràng là được. Cách cách, cô cũng luôn thấy nghi ngờ đối với việc này sao? Không thể nhìn thấy được thi thể, ta mãi mãi cũng không bỏ qua chuyện này được. Nếu như hắn thực sự là Cận Khai Văn, một khi quay về chắc chắn sẽ phải trả thù. Hắn muốn trả thù, thì người đầu tiên nhất định là Phương Bá Ni. Kỷ tiên sinh, ta muốn hỏi tiên sinh tính làm sao? Ta đã có bằng chứng, đương nhiên phải tố giác Phương Bá Ni. Tên Phương Bá Ni thật là to gan ngông cuồng, lừa gạt triều đình, tham trừng quốc tế. Tham quan như vậy nếu không trừng trị, Giang Sơn Đại Thanh làm sao mà yên ổn? Hoàng thượng, việc không thể trễ. Nếu hoàng thượng muốn diệt trừ nhọt độc này, cần phải hành động nhanh gọn. Theo thần thấy, nên lập tức phái Khâm Sa đến Giang Nam, điều tra rõ tội của Phương Bá Ni, trừng trị theo pháp. Vậy theo Khanh thấy chẳng phải phái ai? Kinh quan bị hòa thân khống chế, không ai đi được. Chẳng muốn điều tra Phương Bá Ni chứ không phải hòa thân. Hòa thân sẽ nghĩ rằng hoàng thượng đã muốn cảnh cáo hắn. Người làm hoàng thượng như chậm đích thật là thú gì. Chuyện gì cũng phải được hòa đại nhân gật đầu trước mới có thể làm. Lần này là phải để cho hòa đại nhân nhìn thấy, chẳng nhất định xử tội tên Phương Bá Ni đó. Hoàng thượng, theo thần thấy có một người rất thích hợp. Ai? Bao Diệt Chính từng làm tuần phủ An Huy. Bao Diệt Chính, đúng vậy. Không phải Bao Diệt Chính không được khỏe cáo bệnh ở nhà sao? Ông ấy không được khỏe là vì phương bắc giá lạnh, không hợp thủy thổ nên sinh bệnh. Nhưng giờ ông ấy dựng bệnh ở Giang Nam được mấy tháng đã hoàn toàn hồi phục. Được, trẫm sẽ hạ chỉ phong Bao Diệt Chính làm Khâm Sai. Hoàng thượng thánh minh, phùng thiên từ dần, hoàng đế chiếu giết, lệnh cho Bao Diệt Chính làm Khâm Sai, điều tra rõ vụ án khi phụ nguyên cho Phương Bá Ni tham ô phạm pháp, không được sai sót. Khâm thử, thần lãnh chỉ, tạ ơn. Kim nhị gia, Kim nhị gia, sao vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi. Phương Bá Ni nghe chỉ, phùng thiên thừa dần, hoàng đế chiếu giết, tri phủ quy cho Phương Bá Ni dùng quyền lợi chức vụ tham tiền cứu tế, tội không thể tha. Chẳng ủy thác Bao Diệt Chính làm Khâm Sai điều tra án này. Khâm thử, Phương Bá Ni còn không lãnh chỉ tạ ơn. Phương Bá Ni lãnh chỉ tạ ơn. Người đâu, tháo bỏ qua vũ trên đầu tội thần Phương Bá Ni, đưa vào nhà lao tạm giữ chờ thẩm. Dạ. Ta bị oan, ta bị oan. Đại ca, huynh bà nghĩ cách của Bá Ni ra ngoài đi. Nếu như Bá Ni bị bắt giam, vậy thì sẽ giữ nhiều lành ít đó đại ca. Huynh phải cứu chàng ấy. Ta luôn có cảm giác không hay, chuyện này đang nhắm vào ta, đang nhắm vào đại ca. Ngồi nghĩ xem,
Bá Niên là chỗ dựa của ta ở Giang Nam. Nếu để ấy tiêu, ta sẽ mất đi thế lực của quan phủ ở Giang Nam. Phải làm sao bây giờ hả đại ca? Huynh đó, huynh phải cứu Bá Niên. Mùi mùi, cho dù mùi không nói, ta cũng biết phải nghĩ cách cứu Bá Niên. Đại ca có cách rồi. Có cách gì được chứ? Chỉ là nhờ thần tài giúp đỡ. Ta biết luật pháp đại thanh quy định, tri phủ quan viên tham ô nhận hối lộ phải đạt đến con số nhất định mới bị phán tội chết. Nếu như cũng chưa đạt đến con số quy định, dù chỉ là một lượng ngân lượng, cũng sẽ không bị chém đầu. Vậy số ngân lượng Bá Niên tham ô có bị xử chém đầu không? Nói đủ thì sẽ đủ, nói không đủ thì không đủ. Xem ta làm sao lo lót thôi. Làm tốt có thể cứu được để ý một mạng. Vậy quá tốt rồi đại ca. Quỳnh mà đi lo lót đi. Nếu cần ngân lượng cứ lấy ở trong nhà. Trong nhà có rất nhiều. Một vạn lượng có đủ không? Được, mùi lấy được trước cho ta đi. Thật là kỳ lạ, là ai đem sổ bí mật đó lên cho hoàng thượng? Nếu không có nghĩ sổ đó, Phương Bá Niên sẽ giống như con cá trạch vậy, cả người trơn trượt, cũng thật không thể bắt được. Phụ thân đại nhân, là con đã lấy quyển sổ bí mật đó. Sao hả? Là con làm. Cha, cha đừng con quên, cha là hậu duệ Bao Chuẩn, con cũng là con cháu của Bao Công. Đại nhân, chuyện này là sao? Hoàng thượng hạ chỉ điều tra Phương Bá Niên, trước đó không để lộ chút tin tức nào. Bây giờ ta mới biết chuyện Kim Bất Quán đã đến nhờ Kỷ Hiểu Lam, muốn danh nghĩa tặng mực, trực tiếp trình quyển sổ sách đó lên cho hoàng thượng. Đại nhân thấy chuyện này nên làm sao? Chuyện tới nước này, ta cũng lực bất tòng tâm. Hòa đại nhân, đại nhân nghĩ cách giúp cho, dù sao cũng phải cứu để ý một mạng. Đại ca, quên mà nghĩ cách gì đi. Đi tìm người giúp đi đại ca. Nếu như Bá Niên mà chết, mình phải làm sao đây? Mình không sống nữa, không thể sống nữa. Mình khóc đủ chưa hả? Mình khóc với tặc dù ít thôi. Muốn khóc bụi đến chỗ bao nhiêu chính người ta án mà khóc. Ta cũng làm đại trong lúc không còn cách nào. Nếu muốn cứu Bá Niên, xem mùa có dám đến đó khóc không. Chỉ cần cứu được Bá Niên, tuy nhiên mùa cũng dám. Vậy được, cầm tay ngân lượng đến chỗ bao nhiêu chính. Cầm ngân lượng, đưa ngân lượng hối lộ bao nhiêu chính. Vậy là tìm đường chết. Vậy cầm ngân lượng để làm gì? Bây giờ chỉ có thể dùng cách này thử xem. Đến giao nộp lại ngân lượng Bá Niên đã tham ô, như vậy công chừng có thể lấy công chuộc tội giảm được tội hình. Nhưng mà gì? Đây là án tham ô, ngự chỉ lệnh điều tra, giữ lại được mạng là tốt rồi. Vậy phải nộp bao nhiêu? Trong nhà có bao nhiêu? Khoảng 4-5 vạn lượng. Vậy thì nộp 4 vạn trước. 4 vạn lượng. Nhưng chàng ấy chỉ bị tra ra có 2 vạn lượng. Lá gan Bá Niên lớn đến đâu mùi không biết sao? Tra đến công đường vừa mới dùng đài hình, chuyện gì để ấy cũng khai. Còn có bằng tình mùi chủ động giao nộp lại. Bao việc chính lễ tình mùi đã chủ động nộp lại, không chừng tha chỉ để ý một mạng. Cách này có được không? Có được không thử trước đi. Chúng ta không thể nhìn để ấy chết. Mau lấy ngân lượng đi. Lão gia, theo luật lệ đại thanh, đủ 4 vạn lượng sẽ bị chém đầu. Đại ca, ngân phiếu đây. Mau đi đi, ngồi xe ngựa của ta đi. Lão gia,
chuẩn bị hậu sự cho Phương lão gia. Người lớp Phương Bá Niên không chết được tại sao vậy? Theo luật pháp Đại Thành, hiện tại với số tiền Phương Bá Niên đã tham ô còn chưa đủ để phán tội chết, còn thiếu bao nhiêu? Còn thiếu một vạt lượng. Thì số tiền Phương Bá Niên đã tham ô công chỉ có 4 vạt lượng, nhưng con số điều tra ra không đủ. Có thể Phương Bá Niên đã cho chuyển tài sản đi, vậy thì gom đủ một vạt lượng. Dù có gom đủ một vạt lượng bây giờ cũng không thể giết thắng. Phương Bá Niên khai ra mấy mươi vị đại viên giang nam đã phạm tội gian lận tham ô cùng với hắn, gia phụ thấy vụ án này liên đới quá nhiều quan viên.